Hello mọi người biết trên tay mình đang cầm cái gì không? Một cái lồng chuột. Hôm qua có mấy ông tôi xem clip á, nói mình đóng ốc là bìm bìm ăn nè, kêu mình làm bẫy. Còn đây là cách bẫy bìm bìm mà mấy ông trên YouTube chỉ mình á. Lấy cái lồng chuột, bỏ con ốc bu chà bá vô, xong đi về, leo lên võng.